Chào buổi sáng, bọn mình đang ở Trato Pagoda. Đây là một cái chùa mà có một cái góc nhìn rất là đẹp để nhìn được núi Phú Sĩ. Vì bọn mình đi xe buýt đến đây ấy, cho nên bây giờ đang khoảng 9 giờ sáng. Chứ bình thường nếu các bạn mà có ở đây một đêm này thì chắc chắn là các bạn nên đến đây sớm hơn. Chứ 9 giờ sáng bây giờ ở dưới đã đông nghịt khách du lịch rồi. Bọn mình phải chạy lên trước. Ở chỗ dưới này có một chỗ chạm dừng chân, nhưng mà mục tiêu ưu tiên số 1 của bọn mình bây giờ là lên chụp ảnh đã. Và sau đấy sẽ xuống cho mọi người xem sao. Chắc Shoài đang cầm một cái túi đây, tại vì hôm nay tôi phải cầm hai cái ô, một cái camera và tất nhiên đeo cái túi chéo của mình rồi. Hôm nay thì trời hơi âm u và cái expectation, cái kỳ vọng bọn mình chắc là không thấy được người Phú Sĩ đâu. Với những cái địa điểm hot như này, các bạn phải chủ động đi rất nhanh, tại vì các bạn mà lâu quá là sẽ không có chỗ để chụp ảnh hay là quay phim đâu. Có hai đường nhá, đường này là đường nhanh hơn nhưng mà dốc hơn, còn đường kia đường thông thả hơn, tùy các bạn muốn đi đường nào. Chưa sỏi sắp tiểu rồi. Cố lên em ơi, vì những thước phim. Nhìn ai cũng thở chật vật, nhìn khách du lịch ai cũng kiểu hồn hào hồn hển luôn đấy. Các bạn nên nhớ là nếu các bạn muốn đi cái địa điểm này này, một ấy là phải đi nhanh, hai ấy là các bạn phải sẵn sàng ăn mặc đi giày cho nó phù hợp và leo lên trên này thật khỏe, ok, thật nhanh. Đây, thấy cái chùa rồi. Wow, mọi người thấy núi Phú Sĩ đẹp không? Tuyệt vời. Mọi người ơi, thấy đấy, bình thường ấy là có núi Phú Sĩ ở đằng sau như này, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay thì rất là đáng tiếc, trời rất là âm u, cho nên chỉ thấy mỗi cái chùa ở đây thôi. Ở đây khách du lịch rất là đông, nhưng mà rất là đáng tiếc là không có ai có một bức ảnh vừa có chùa vừa có núi Phú Sĩ cả. Nói chung là khi mà đi xem và đi ngắm núi Phú Sĩ thì đúng là đây là một cái sự may rủi, đúng không? Tất cả các sự may mắn của bọn mình ấy đã dồn hết vào Tokyo rồi. Những cái ngày ở Tokyo nắng đẹp, trời trong suốt, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà hôm nay đây thì nó hơi âm u một chút. Buổi sáng nó có mưa cho nên là bây giờ chúng ta đang có một cái cảnh như thế này. Và đây là cái sự thật của việc đi travel. Có nghĩa là không phải lúc nào bạn cũng sẽ có được những cái điều kiện, những cái thời tiết thuận tiện, đúng không? Và đây là mùa đông rồi nhá. Mùa đông ấy là một trong những cái mùa mà có trời nắng trong veo nhất ở Nhật Bản. Còn nếu các bạn đi ví dụ như mùa hè chẳng hạn thì thường có những cái bão. Và vì thế thì rất hay là gặp phải mây nó che núi Phú Sĩ. Thì thôi, chúng ta phải chịu và chấp nhận để những cái rủi ro. Tính ra là bọn mình lên khá là sớm, tại vì bây giờ có một đống người bây giờ đang mới leo thang để lên trên kia. Sao lúc em lên em thảm hại mà giờ em như một nàng tiên vậy? Mọi người ạ, thực sự ấy, đông vãi trưởng luôn. Từ nãy giờ chắc phải 200-300 người đi qua bọn mình rồi. Có nghĩa là nếu như mà đây là mùa thu hay là mùa xuân, mấy cái mùa hot, thậm chí là mùa hè đi, mà không phải mùa đông như này này, tôi không hiểu là cái chỗ này ấy nó sẽ đông nghịt đến cái mức nào luôn. Nếu các bạn có cân nhắc đến thì các bạn phải đến cực kỳ sớm nhé. Ok, chiếc xoài vừa mới bốc rồi, mở đi em. Chiếc xoài muốn xem vận may của mình nó lại như thế nào, có khác gì ở Tokyo hay không. Xoài lucky, yay. Có một ông chồng đẹp trai. Đây nè, nó nói tình yêu nè. Hả? Là gì? Là đừng có khoe khoang quá, phải stay low key. Không được đăng vlog này. Ok, lúc nãy Google Maps ấy thì có nói cho bọn mình đi đến đúng địa điểm, nhưng mà nó lại nằm ở trên cái highway, có nghĩa là đường cao tốc. Thì cái bến xe buýt của bọn mình không nằm ở dưới hầm của cái đường cao tốc. Thì bọn mình đã bị dẫn sai đường và bây giờ đang phải đi ngược lại đây để tìm cái bến xe buýt đấy. Thì đây cũng là một trong những điểm mà bọn mình đọc được
ở các cái review về Nhật Bản ấy, đó chính là đôi lúc là Google Map ấy nó sẽ dẫn hơi sai. Thì cái này cũng hên xui thôi, mình phải chấp nhận. Trong khi chờ đợi ấy, thì mình muốn chia sẻ mọi người một chút liên quan đến giao thông Nhật Bản. Không có đâu là hoàn hảo nhá, nhưng mà nếu như mà phải chọn một nơi ấy, một nơi mà có thể gọi là đạt được đến cái sự hoàn thiện hóa nhất về cái hệ thống giao thông của họ ấy, thì chắc là Nhật Bản. Tôi là một người mà sống ở bên Anh, chắc xoài sống bên Anh, và chưa bao giờ tôi đi một cái hệ thống tàu ngầm mà nó hiện đại và nó xịn xịn sò như là ở Nhật Bản. Tôi đã từng sống ở Sing rồi, ở bên Sing cũng rất là xịn, cũng rất là hiện đại, nhưng mà ở Nhật Bản nó có một cái gì đấy nó rất mới lạ. Cái gì là cái gì? Cụ thể là sẽ có những cái thông tin, những cái chi tiết nó rất thân thiện với người trải nghiệm chuyến tàu đấy. Ví dụ như là họ sẽ nói cụ thể là chuyến tàu này bây giờ đang đi đến đâu, nó vẽ cả bản đồ ra để các bạn thấy rõ được là cái chặng đường nó như thế nào, tất cả đều số hóa. Ngoài ra ấy là trên bảng điện tử nó sẽ nói cho mình từng toa một, và toa nào ấy là nó sẽ có ở cái bến tàu ấy là sẽ có cái thang máy để mình rời khỏi cái bến tàu đấy, nhìn rất rõ ràng và rất dễ để có thể đi lại. Ở trên tàu và trong các ga có những cái biển bằng tiếng Nhật và bằng tiếng Anh rất dễ để theo dõi, bạn có thể Google Maps và bạn có thể dễ dàng tìm được đường đi. Ngoài ra những nhân viên rất là lễ phép và họ đặt dịch vụ lên hàng đầu, và vì thế họ rất là helpful trong việc là giúp khách du lịch như là bọn mình ấy tìm được đường. Ok, tranh thủ đang đợi đồ ăn ấy thì mình muốn chia sẻ với các bạn về taxi, cái hệ thống taxi ở đây. Trước tiên ấy, mình muốn nói với mọi người ấy là taxi ở đây rất đắt nhá, cực kỳ đắt, có lẽ là khá còn hơn cả London, nơi mà mình sinh sống. Để cho mọi người hình dung được ấy thì vừa rồi bọn mình đi khoảng 10 đến 15 phút thôi taxi, và tổng cộng chi phí khoảng 1.800 yên, tính ra là khoảng 300.000 đồng Việt Nam đi 10-15 phút. Lý do tại sao ấy là tại vì cái ngành taxi này họ rất là formal, họ rất chuyên nghiệp, họ rất lịch sự. Nếu như các bạn vào một cái taxi, các bạn sẽ thấy là cơ sở vật chất, dịch vụ rất là hoành tráng và chất lượng cao. Ở trong taxi nhá, có màn hình TV giải trí để các bạn xem quảng cáo, để các bạn coi như là giết giờ khi mà đang ngồi ở trong đấy. Ngoài ra có một cái máy chia sẻ với các bạn ấy là cái chất lượng không khí ngày hôm đấy nó như thế nào. Sạc pin điện thoại thì cũng đầy đủ hết luôn cho các bạn. Ghế ngồi thì rất là rộng rãi và thoải mái. Cửa thì tự động, có nghĩa là bạn vào bạn ra rất là dễ dàng và thoải mái. Nhưng mà cái mà đối với mình là thú vị nhất ấy, đó chính là cái hệ thống công nghệ của họ khi mà họ tính tiền. Có nghĩa là nếu như mà xe chạy nhá, thì các bạn sẽ thấy là có một cái hình nó chạy, đến bao giờ đến cuối cái hình đấy thì nó sẽ nhảy lên 100 yên thì mình sẽ biết rất rõ ràng là bao giờ là bao nhiêu tiền, đúng không? Ngoài ra ấy, là trong thời gian ngồi đợi, ví dụ như là trước đèn đỏ, thì cái hình đấy nó sẽ chạy chậm hơn và nó đổi màu, thì chính mình cũng sẽ biết được ấy là ok rồi, cái quãng thời gian đấy thì họ sẽ tính tiền chậm hơn so với cái quãng thời gian mà xe đang chạy. Rất hay, cực kỳ hay luôn. Đây của Trang Xoài, em gọi gì? Số 3 nóng. Và mình gọi một cái set cơm là có thịt thịt lợn, bò, cũng chả biết là thịt gì, một cái thịt nào đấy nhìn rất là ngon. Cái trứng này nó đánh rất lạ, nhìn nè, nó hơi dai dai, mọi người thấy không, dai dai sệt sệt. Thì có mắt tôi nên không thể nào mà mất cơm rồi. Ngon vãi trưởng. Mềm, nóng, thơm, đã. Em mình mua gì đây? Không biết hả? Nó hơi giống bánh gì ở Việt Nam á? Cái bánh mà ánh sáng ở Việt Nam ấy.
bánh dày. Đúng rồi, hơi giống bánh dày đúng không? Đúng rồi. Nếu các bạn thấy thì xung quanh mình rất nhiều là khách du lịch đúng không? Và thời tiết không được đẹp một chút nào. Nếu như ở đây ấy, mà trời nắng chắc chắn là đây là một địa điểm rất hot và rất là đẹp. Nhưng khi bạn là một đạo diễn, nhà làm phim, producer kiêm tất cả các thứ khác thì bạn cần chuyên nghiệp. Và vì thế thì mình sẽ đặt ra một cái thử thách quay cinematic ở đây, làm sao cho khung cảnh ở đây nhìn hoành tráng và đẹp nhất có thể, kể cả trong trời mưa. Let's go. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em, dù nơi chúng ta là ngày với đêm. Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim anh cũng như mọi vì tình tu. Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ, đuổi theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời. Ok, bọn mình vừa mới xong thử thách cinematic. Các bạn thích cái đoạn đấy không? Các bạn thấy đây ấy, là có một cái hồ nho nhỏ và có rất nhiều cá koi ở dưới. Cái điều thú vị ấy, là ở dưới có rất nhiều những cái cây rong biển ở dưới nhìn rất là đẹp, nhưng mà trời mà nắng ấy, thì nó sẽ rực rỡ hơn rất nhiều. Còn hôm nay thì một lần nữa thời tiết hơi hơi ỉu. Trên đường để rời khỏi cái khu này, nhưng mà bọn mình tìm được một cái vườn rất rất đẹp. Và tôi thề với các bạn, nếu như mà vào mùa hè ấy, thì nó đẹp ảo diệu luôn. Một lần nữa rất là đáng tiếc là lần này trời nó không nắng, chứ không mình cũng tin chắc là những cái địa điểm kiểu như này này nó sẽ là những cái hidden gem để các bạn có thể chụp được những bức ảnh rất là đẹp và có được những cái thước phim cực kỳ cuốn hút luôn. Và bây giờ khi mà phải rời khỏi cái vườn kia thì bây giờ trời nó nắng lên như này đây. Vị matcha. Đúng rồi. Đúng rồi, không kỳ khác. Hay ngon mà. Được. Cũng được. Đi dạo ở vùng quê của Nhật ấy mới biết được là mỗi nhà sẽ có những cái vườn cây nhìn rất là đẹp hoành tráng như thế này đây đúng không? Trong lúc mà đợi taxi đây, mình muốn chia sẻ với mọi người về hệ thống ô tô ở Nhật Bản. Nếu mọi người không biết ấy, thì ở Nhật Bản ô tô có hai biển, biển màu trắng và biển màu vàng. Bonnie nó nói cho mình thì mình mới biết chứ, biển màu trắng ấy là thường những cái xe cái kích thước nó khá là phổ biến, nhưng mà biển màu vàng ấy lại dành cho những cái chiếc xe mà có kích thước nó bé hơn, nó compress hơn, nó không tốn chỗ, khi mà parking thì cũng dễ dàng hơn, khi mà đi lại nó cũng dễ dàng hơn, nó thường ấy là thân thiện môi trường hơn. Và vì thế những cái chiếc xe mà có biển màu vàng ấy thường sẽ phải trả thuế và trả những cái phí khác thấp hơn những cái xe mà có biển màu trắng. Đây là lý do vì sao mà ở Nhật Bản các bạn rất hay thấy những cái xe kiểu minivan ấy, rất là bé để chở hàng, chở hóa, thậm chí là xe dành cho người dân thôi. Họ sở hữu những cái xe này tại vì thường những cái xe này ấy là những cái xe mà biển màu vàng, nó tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều và đi lại nó cũng dễ dàng hơn. Wow, Fuji đẹp dễ sợ. Wow. Nếu mọi người không biết ấy, thì đây là một địa điểm để chụp Mount Fuji rất là nổi tiếng và rất là đẹp. Nhưng mà bình thường ấy, thì các bạn sẽ thấy là Mount Fuji rất to ở đằng sau và nó trồi lên khỏi cái cửa hàng tạp hóa Lawson này. Nhưng mà hôm nay thì tất nhiên là nó đang chơi trốn tìm. Em lại để ô lên chân anh.
Đây là một địa điểm mà Trái Xoài rất muốn đến để chụp ảnh. Chúc mừng em. Mãi ngồi cặp tay hỏi là ủa ở đây là cái gì mà chụp hình quá trời vậy. Xong rồi một bạn Nhật thấy giải thích à? Có Mount Fuji ở đằng sau. Ok, vậy đây là núi Phú Sĩ. Đang ngủ, đang chìm trong một giấc ngủ, không thấy đâu cả. Đang đắp mờ. Đắp mờ này. Đắp mờ lông ngỗng luôn. Có chăn điện không? Không biết nữa, biết đâu đây là một cái scam này hả? Cả nước Nhật scam mình đến đây, thật ra là không có núi. Em đi với thằng nào? Trước đây em đi với thằng nào? Có một cái đoàn đang đứng ở đầu kia. Cũng đần thối là nhìn cái cảnh tượng này nhìn quá chán đời. Ok, mình vừa có một cái đoạn quay rất là hay với Trái Xoài ở dưới kia đúng không? Để có được cái đoạn đấy thì mình đã phải trôn một cái xô tìm được ở giữa đường. Nhưng mà mình đã trả lại đúng vị trí. Mình đang đợi xe buýt đây và đang ăn cái kem này ngon dã man mọi người ạ. Như là ở cửa hàng chuyên kem luôn. Vậy là kết thúc ngày, thực sự là quá buồn luôn. Là hôm nay chúng mình không thấy được núi Phú Sĩ, Mount Fuji. Không biết là có bao giờ thấy được Mount Fuji hay không nữa. Một lần nữa trong cuộc sống được cái này thì mất cái khác. Đấy cũng không phải là một cái điều gì đấy quá tồi tệ. Bọn mình vẫn đang được đi du lịch Nhật Bản. Bọn mình cảm thấy rất là may mắn. Bọn mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có được những cái cơ hội như thế này đúng không? Tất nhiên không có gì là hoàn hảo ở đây cả. Nhưng mà những ngày vừa rồi ở Tokyo thời tiết nó quá đẹp rồi. Cho nên hôm nay nếu như mà như thế này đây thì mình nghĩ là mình cũng chấp nhận thôi. Bảo là có buồn không thì tất nhiên là buồn rồi mà. Mình vẫn không thấy được núi Phú Sĩ. Không biết là bao giờ có thể thấy được núi Phú Sĩ luôn. Nhưng mà plot twist nha mọi người, tại vì ngày mai ấy là bọn mình sẽ đi đến một địa điểm tuyệt vời, đó chính là Hakone. Và Hakone cũng có view để nhìn được Fuji Mountain thì mong là có thể gặp được núi Phú Sĩ trước khi rời đến nước Nhật Bản. Bọn mình bây giờ đang ngồi đợi ở trong kia thôi trước khi lên xe buýt để về Tokyo. Thực sự ấy, vừa ăn một cái kem mà không khác gì là một cái cửa hàng chuyên kem luôn, cực kỳ ngon. Nếu các bạn thích những cái nội dung này, các bạn có thể cân nhắc để lại một cái like và ủng hộ kênh, nhớ subscribe kênh nhá. Và nếu các bạn muốn biết những cái thông tin chi tiết nhiều hơn ấy về cái chuyến đi của bọn mình, cũng như là biết cụ thể những cái recommendations, những cái lời tư vấn, những cái tips hay ho, thì các bạn có thể cân nhắc ủng hộ kênh bằng cách là mua cho mình cái travel guide mà mình với kia Trái Xoài đã cùng tạo ra đúng không? Vậy thôi, mọi thông tin chi tiết đều ở trong phần mô tả dưới đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người lần sau trên kênh. Hate us gonna hate, like us gonna like, share and subscribe. Còn bây giờ thì bye bye. Mình và Trái Xoài giới thiệu với các bạn về Japan Guide. Nơi đây tổng hợp các thông tin, tips bổ ích và mẹo để các bạn có được một chuyến đi Nhật Bản tự túc tuyệt vời. Trong travel guide này, bạn sẽ có được lịch trải nghiệm Nhật Bản trong 14 ngày, bao gồm những gì mà bạn cần biết trước khi đi, những địa điểm tham quan hàng đầu, nhà hàng và food review, tips chụp ảnh và quay phim đẹp, và thậm chí một số điều mà tụi mình cũng chưa ưng về Nhật Bản cho lắm để các bạn tham khảo. Với travel guide này, bạn có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí để tập trung hưởng thụ trọn vẹn cái chuyến đi Nhật Bản của mình. Hãy inbox Facebook page của Hiếu CKR từ khóa Japan và làm theo hướng dẫn nhé. Chúc các bạn có một chuyến đi đáng nhớ.